Kính thưa đồng bào Việt Nam quý mến, sau đây là phần thông báo quan trọng. Dân tộc Việt Nam chúng ta là hệ phái dòng tộc Mosen, tức là hệ phái chánh gốc dân Do Thái đó. Chúng ta đã di dân về hướng Đông Nam Á và lập quốc ở tại Việt Nam. Và giờ đây thì đến lúc thời điểm mà tôi cần cho đồng bào được biết. Đó là lý do tại sao vào thời Mạt Kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức, rất là sự thay đổi vĩ đại sắp sửa xảy ra và đang xảy ra đó, để chuẩn bị đón Ngài Thượng Đế tỏ hiện ra từ trên thiên đàng xuống quả địa cầu để cứu rỗi nhân loại chúng ta. Và đó là lý do tại sao mà người Việt Nam chúng ta nhận được những hình ảnh phép lạ này. Và trong sách Kinh Thánh có nói rõ bao nhiêu ngàn năm nay. Và người chụp được và lãnh nhận những mặc khải quan trọng nhất thời bây giờ, không ai khác hơn là người Việt Nam. Người đó chính là tôi đây, Y sư Thánh Giống. Trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện và đồng thời trong lúc làm việc tĩnh tâm thiền định trong giấc ngủ, và những lúc mà giữa ban ngày mà Thượng Đế đã dùng quyền năng của Ngài tỏ hiện ra để dạy dỗ và ban cho mặc khải sấm điển, sấm truyền quan trọng cùng với những phép lạ vĩ đại mà chúng ta đã nhận được, đã chụp được, mà tôi đã trình bày từ ngày 29 tháng 8 năm 2009, và trước đó là từ năm 1999 tôi đã thông báo những mặc khải vô cùng quan trọng của Thượng Đế ban cho. Thì giờ đây là những cái phép lạ và những cái hiện tượng vĩ đại của thiên nhiên và đương nhiên, và những mặc khải quan trọng nhất thời bây giờ đã được người Việt Nam chúng ta nhận được, và do chính tôi là người đó đã được Thượng Đế chọn lựa để nhận những mặc khải và những phép lạ này. Và rồi Thượng Đế kêu gọi tôi thông báo cho đồng bào Việt Nam chúng ta đồng hành với tôi để làm việc cứu nguy Việt Nam gấp, và đồng thời làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Vì thế đến giờ phút này tôi cần thông báo cho đồng bào được biết, đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, tại vì đồng bào đã quá trễ nải rồi, không được phép chậm trễ nải nữa. Hãy vào trang website của chúng ta facegsky.com học hỏi về những phép lạ này và một số mặt khải quan trọng nhất thời bây giờ. Đồng thời mau mắn phụ giúp tôi, đồng hành với tôi tất cả, phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để tôi phụ giúp đồng bào làm việc lập công chuộc tội, cùng lúc làm việc góp phần cứu nguyên nhân loại bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đây là một số hình ảnh nè. Trước tiên là cha trời Giê-xu hiện ra, sau đó Ngài cho anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra. Đây là đầu rồng vĩ đại ăn phun lửa nè. Đây là hàng triệu anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra trên mây nè. Đây là mặt quỷ Sa Tăng nè. Đây là quỷ Sa Tăng, mà thấy mặt quỷ Sa Tăng chưa? So sánh đi. Còn đây là ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng nè, ông tổ bà tổ nè. Chụp hình chụp gần nè, đây là ông tổ chúng ta nè, ông tổ Việt Nam nè, ông rồng nè, bà tổ nè, bà phụng Việt, bà phụng hoàng nè, và nhiều phép lạ nữa đó. Còn đây là mặt quỷ Sa Tăng nè, xấu xí chưa, ghê rợn chưa đó. Còn đây mặt quỷ Sa Tăng nè, và đây là cảnh báo về việc động đất, tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước nè. Còn đây là những linh hồn thờ ơ vô trách nhiệm sau này sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm nè. Học hỏi đi. Mất thời giờ quá, tôi mệt mỏi rồi. Đồng bào làm một phần của mình đi. Nhớ tập hợp ở đường Boza, Magnolia. Ôm những hình ảnh này và những hình ảnh những vị lãnh đạo tôn giáo mà quý vị tôn thờ đó, thí dụ như là hình ảnh Chúa Giêsu, hình ảnh Phật Thích Ca, hình ảnh Đức Quỳnh Phú Sổ, hình ảnh Đức Phạm Công Tắc, Đức Phạm Công Tắc, hình ảnh Đức, những anh hùng chiến sĩ, gia đình nào có con em mà đã hy sinh đó, ôm những hình ảnh đó xuống đường cầu nguyện
đó, giải tán thế giới cộng sản và kêu gọi nhân loại ăn năn sám hối gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra, nhớ chưa? Giờ thánh giống cần được nghỉ ngơi đó, làm thế trong bao nhiêu năm quá, bây giờ đuối sức mệt rồi, bây giờ thượng đế cho nghỉ ngơi đó. Trong lúc chờ đợi cái đám Hà Bá này nhập cuộc, cái đám mà Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều ăn năn sám hối lập công chuộc tội đi, trong lúc tôi đang chờ đợi đó thì tôi được nghỉ ngơi. Riêng phần đồng bào Việt Nam đau khổ, hiền hòa đó, nghèo khổ đó, nhớ cầu nguyện cùng cha trời Giêsu, cùng ông bà tổ tiên mình và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong để được sự bình an, nhất là cầu nguyện cùng cha trời Giêsu thường xuyên, mọi nơi mọi lúc, chờ đợi hồng ân của Ngài, mà Ngài đã và đang làm việc để cứu rỗi chúng ta đó. Đó là lý do tại sao Ngài cho tôi giáng lâm một lần nữa. Tôi chính đây y sư thánh giống phù rỗng thiên vương tái thế đó, tướng nhà trời đó, làm việc lãnh đạo của nguyên Việt Nam, và đồng thời tôi chính đây minh vương Việt Nam. Đồng bào yên chí, tôi sẽ có mặt ở Việt Nam một ngày rất gần đây để mà lãnh đạo tái thiết quê hương Việt Nam chúng ta. Và tôi đang làm việc lãnh đạo của nguyên Việt Nam đây. Và cái trận chiến mà trước tiên là chúng ta phải thắng ở tại hải ngoại, tức là cộng đồng thế giới cần được biết về những phép lạ này gấp, bởi vì những phép lạ này cộng đồng thế giới biết thì lúc đó họ mới nể sợ và kính trọng dân tộc Việt Nam chúng ta, để rồi họ sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Chứ không phải là trận chiến này, trận chiến ở tại đất nước Việt chúng ta đâu. Trận chiến này là sẽ đánh ở tại hải ngoại. Cộng đồng thế giới cần được biết về những phép lạ này, thì lúc đó bọn cộng sản và bọn tự do quá trớn, tài phiệt con buôn thế giới và bọn cộng sản thì chúng nó là một băng đảng với nhau, chúng nó chỉ khác cái nhãn hiệu thôi. Cái bọn đầu cơ tích trữ, cái bọn cộng sản, cái bọn tự do quá trớn thì chúng nó là làm việc cho quỷ sợ tăng, bởi vì chúng nó có những cái túi tham không đáy thì chúng nó giống nhau lắm, y chang à. Mà khi chúng nó biết những phép lạ này thì chúng nó sẽ khiếp sợ, bởi vì chúng nó đâu có muốn bị nhốt chung cho bọn quỷ sa tăng. Thì quỷ sa tăng nè, chúng nó đâu có muốn linh hồn chúng nó bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Chúng nó đâu có muốn cái mặt mày chúng nó biến thành mặt quỷ sa tăng như thế này. Đó, mặt quỷ sa tăng nè, đó. Thì đương nhiên chúng nó phải khiếp sợ và chúng nó ăn năn sám hối lập công chuộc tội. Còn đứa nào mà chậm trễ thì sẽ bị quỷ sa tăng nó nuốt chửng luôn, thì ráng chịu. Đó, tôi nói hết lời rồi đó, đồng bào nhớ làm một bổn phận của mình. Tôi mệt mỏi quá, làm việc mà không có ngân sách thì sao làm. Cái đám Hào Bá truyền thông truyền hình thế giới nó muốn trả tiền cho nó thì nó mới đưa những cái tường trình, những phép lạ, những hình ảnh này lên để mổ xẻ. Nó biết đây là vấn đề quan trọng đó, nhưng mà nó còn kỳ thị, tại vì mình không phải là Mỹ trắng hay Mỹ đen hay là bọn Trung Cộng đó. Mình là người Việt Nam đó, mà Việt Nam làm việc đàng hoàng chân chính á, không có bè phái kêu bằng chó hùa, quỷ sa tăng, điêu ngoa, Việt Cộng, Việt Giang và Việt Kiều bề ngoài dỗm día đó, thì bị người đời khinh thường, tại vì làm việc không có theo mà phe đảng với họ, không có nịnh bợ họ thì họ không có chấp nhận. Nhưng mà chúng ta làm việc theo lệnh của Thượng Đế, chúng ta đâu làm việc theo cái đám Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, chúng ta đâu làm việc theo cái đám cộng sản, chúng ta đâu làm việc theo cái đám tự do quá trớn, chúng ta đâu làm việc theo cái đám chó hùa politician, chúng ta đâu làm việc theo những cái đám mà giàu có hung dữ ác độc kiêu ngạo bề ngoài, chúng ta đâu làm việc theo cái bọn mà khủng bố, chúng ta đâu làm việc theo cái bọn quỷ sa tăng. Chúng ta làm việc chân chính, mình làm việc chân chính thì nó từ từ, và nó từ từ, nó từ từ, và nó sẽ từ từ. Đó là lý do tại sao tôi làm việc quá mệt mỏi. Mà đồng bào thì kêu bằng những người mà hiền hòa đau khổ á, thì thường thường là nghèo lắm, chịu đựng lắm. Đó, thành ra họ cũng chả giúp được gì bao nhiêu về vấn đề tài chính. Thật sự ra kể như là zero đó, kể như là zero. Đó, chỉ có tôi nói thẳng cho đồng bào biết là 99.999% bấy lâu nay tôi làm việc là do chính công sức mà Thượng Đế đã ban cho tôi để tôi làm. Chỉ có một số người
đồng hành, đếm trên đầu ngón tay thôi, thỉnh thoảng phụ giúp tôi chút đỉnh, nhưng mà đâu có thấm vào đâu. Còn lại bao nhiêu là bao nhiêu công sức mà tôi làm do hồng ân thượng đế ban cho, mà giờ đây thì đó, tôi đuối sức rồi đó. Thượng đế ngài biết, ngài cho tôi nghỉ ngơi. Thì đồng bào bây giờ lo tập hợp gấp đi, học hỏi những phép lạ này rồi tập hợp tại đường Bô Gia. Đồng thời thì phụ giúp tôi có ngân sách để tôi kêu cái đám hà bá truyền thông truyền hình thế giới nhập cuộc. Rồi cái đám hà bá truyền thông truyền hình Việt Nam mình phải làm gương trước. Cái bọn này nó cũng bệnh hoạn lắm. Mà đụng tới nó là nó phải trả tiền cho nó thì nó mới đưa những hình ảnh này lên. Cái đám truyền hình truyền thông báo chí Việt Nam mình đây hả? Nó không giống như đám truyền hình truyền thông báo chí thế giới vậy đó. Đụng tới nó đòi tiền. Chán vậy đó. Kỳ này Thượng Đế bảo tụi bay đòi tiền đi. Tụi bay đòi tiền, sau này tụi bay sẽ ở chung với bọn quỷ Sa Tăng. Đây nè, quỷ Sa Tăng nè. Linh hồn chúng bay sẽ bị đốt đó, rồi mặt mày chúng bay sẽ biến thành quỷ Sa Tăng luôn đó. Chúng bay đòi tiền, ham tiền cái gì? Thượng đế mời gọi, kêu gọi chúng bay lập công chuộc tội để chúng bay được sống đời đời thỏa đáng, kêu bằng nhận lãnh những hồng ân vĩ đại của Thượng đế ban cho, mà chúng bay không nghe lời. Chúng bay chỉ đòi bề ngoài, đòi những đồng tiền của thế gian này ha, để chúng bay đông vào những túi tham không đáy của chúng bay. Thì sao thì chúng bay đã bị bọn quỷ Sa Tăng nó bắt rồi. Đây là quỷ Sa Tăng đó, hay là đốt này kia đâu ghê lắm rồi đó. Đó, dòm đi, chọn lựa đi rồi nha. Đánh giống nghỉ ngơi đó, mệt quá rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng cho tất cả nhân loại lập công chuộc tội. Tôi nói tất cả nhân loại cần lập công chuộc tội đó, mẹ tội nặng tội nhẹ gì là cũng có tội hết, thì lo liệu mà giữ hồn. Lập công chuộc tội đi, cậy trong vào hồng ân của cha trời Giê-xu mới được cứu rỗi. Ngoài ra không có đứng nào cứu mình hết á, tôi nói trước á. Sau này đừng có trách móc tại sao thánh giống cho biết không có một đứng nào cứu mình ngoại trừ cha trời Giê-xu là đứng duy nhất cứu chúng ta mà thôi. Nhớ gì tôi cảnh báo ngày hôm nay, tôi chính đây y sư thánh giống Minh Vương Việt Nam, phụ đổng thiên vương tái thế vương đạo Đại Việt công bình bác ái thiện lành Nhân Bản. Thông báo khẩn cấp từ văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Giờ này là 9 giờ 17 phút tối. Thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt. Và mong chờ sự tự giác của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Mau mắn phụ giúp tôi tất cả những phương tiện ngân sách cần thiết để tôi phụ giúp đồng bào làm việc cứu nguy Việt Nam gấp, và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại bằng cách là thông báo những tin mừng vĩ đại này và những mặt khải vĩ đại mới nhất của Thượng Đế ban cho tất cả nhân loại được biết gấp. Nhờ đó nhân loại mới ăn năn sám hối, để rồi nhân loại sẽ được hưởng sự cứu rỗi vĩ đại của cha trời Giê-xu. Thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta nói riêng và tất cả đồng bào nhân loại nói chung. Và thánh giống chúng tôi có trên 7 tỷ anh chị em nhân loại là anh em, anh chị em, đồng bào của thánh giống. Thánh giống thương tất cả, thánh giống không có ghét ai đó. Thánh giống đã thánh giống rồi mà còn ghét ai? Ta là Phật sống của càn khôn mà ta đâu có ghét ai đâu. Ta là tướng nhà trời, ta là Phật của càn khôn, cha trời thượng đế toàn năng tác tạo ra ta. Ta là phù đổng thiên vương, ta là thánh giống tái thế. Ta là Minh Vương Việt Nam, ta thương tất cả, ta là tướng nhà trời, ta là tiên tri của Thượng Đế, ta thương tất cả. Thánh giống chúng tôi xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn tái ngộ.